Hồng vàng rồi, được một ít. Năm nay hồng mất mùa, không được bao nhiêu trái hết. Chiều mà không mưa mình sẽ ra mình vặt cái đống này vô làm hồng giò. Một tuần sau sẽ có để ăn. Hôm nay hồng ít cho nên là ai thích ăn hồng nhà gọi là siêu hữu cơ luôn nha. Tại cái hồng này nhà mình trồng để giữ đất chứ không có bỏ phân, bón thuốc gì, tưới phun thuốc gì hết. Hay ăn thì đảm bảo không sẽ chết nè. Đây là công đoạn xử lý quả hồng trước khi được ủ. Mỗi lần ha, cái quả hồng này ở đầu nó có cái phần cuốn này nè, với lại ở dưới đít nó thì có cái đầu nhọn này, nó có một cái chấm đen. Quả này đây nè, cái chấm đen như thế này nó hơi nhọn nên mình phải gạt nó đi cho nó bằng và cắt cái phần cuốn này đi để khi nó mình bỏ ở trong bị nó sẽ không đâm vào những cái trái khác như thế này, nó tạo thành những cái lỗ như thế này. Khi mình trái hồng nó có những cái vết xước như này mình ủ á thì nó sẽ bị nũng cái trái hồng này ra và nó bị hư ha. Ở trái hồng này là nó hư tự nhiên rồi, lúc hái xuống là nó đã hư rồi, cái này là do bị ong chích nè, xong rồi nước mưa nó vô thì nó hư. Khi mà lựa hồng để ủ á, những trái này cũng bắt buộc phải bỏ ra hết nè, để nó chín được thì nó chín, mà thường thường mà nó đã ủ cúng như thế này rồi là chỉ có bỏ thôi chứ không xài được ha. Nhà mình không có xịt thuốc, không có gì hết. Hồng đa số hồng ở Đà Lạt là người ta để kiểu phó mặt cho trời, có thể người ta sẽ bỏ một hai đợt phân, còn lại là không có xịt thuốc, nên là nó sẽ có thỉnh thoảng nó sẽ có những cái vài chấm đây. Nếu như mình nhỏ thì nó không hư thì vẫn ăn được ha. Còn nếu mà những trái mà nó đã bị nũng giống như cái trái này rồi này, đây này, thì khi mà ủ rồi nó sẽ thối hết toàn bộ cái quả này luôn. Mà cho dù là nó có chín đi chăng nữa thì khi mà mình lấy xuống hái xuống từ trên cây thì để mình thấy nó đỏ, mình hái xuống mình để một hai ngày là nó sẽ chảy nước, nó nhiễu ra nó hư liền này. Chứ nó không có được như cái trái hồng và còn nguyên của mình ha. Đây là công đoạn cắt này. À, đồ nghề của mình đây, cái này nhìn nó lại nó quen rồi, cái này là cái kìm bấm á, kìm bấm móng tay á. Nhưng mà nhà mình không bấm móng tay, cái này chỉ để bấm hồng thôi. À, mình cắt vô đây. À, cắt sát xuống đây luôn rồi. Mình cắt để cho nó bằng, nó không có cái độ cứng mà nó chọt qua những cái tại vì cái vỏ hồng nó rất là mỏng, rất là dễ bị xước luôn. Khi mà cái này này nó chọt, cái đầu nhọn này nó mới chọt vô đây này, nó tạo thành cái lỗ thủng. Khi mình ủ á, hơi nước mà trong cái quá trình mà mình ủ á, nó theo cái lỗ nó vô thì quả hồng nó sẽ bị hư. À, người ta phải cắt cuốn bỏ đi. Với lại nữa là cái cuốn này mình ủ trong cái bịch ni lông á, nếu mà để cái cuốn này nó chọc lủng cái bịch ni lông là coi như bỏ luôn cái mẻ hồng đó luôn. Vì mà cái bịch mà bị lủng là nó sẽ không giòn nữa, mà bạn cứ để chín thì nó lại không ngọt. Nó chín như cái kiểu nửa giòn nửa chín á, nó không đỏ hẳn mà nó cứ làm sao sao á, ăn không ngon. Nên là nếu mà bị mà hỏng ủng hoa hỏng là coi như vứt luôn. Là phải cắt cái phần cuốn này đi, mà nhớ luôn cả cái phần đít này nè. Nếu cái quả này nó mềm ha, để mình chìa quả khác đây này. Quả này này nhìn nó có một cái phần nhọn giống như là cái đuôi của con ong á, nó hơi cứng nè, thì mình phải gạt nó đi luôn. Nó nhỏ vậy thôi, những cái chi tiết nó là bình thường này, nếu mà mình không xử lý thì khi mà làm thì nó sẽ hư luôn cả một cái mẻ hồng của mình ha. Một lần mình ủ cái bao lớn thì khoảng tầm thông thường là sẽ khoảng 30 đến 40 kg một bao đó. Tại vì mình không có nhét chặt, nếu mà người ta trong nghề á, người ta làm á là một bao tầm khoảng 50-60 kg luôn. Người ta đóng quả hồng rất là chắc, cái bao hồng nó chắc, còn cái bao của mình chỉ đại khái là mình nhét vô cho nó đầy cái bao thôi, chứ mình không có xếp trái hay là mình không có biết cách xếp á, nên là nó không có được nhiều. Một vô bịch nha. Mình còn hai cái bị to, hai cái này bị phòng, cái này lẫn còn cái kia hả, bị to 50 kg. Một mớ báo để sẽ làm cái thôi, chứ báo này chỉ mười mấy ngàn một ký lận á, được có mấy tờ thôi hả. Đây hai tờ, vì mình ủ hồng á là nó sẽ đổ mồ hôi ha, mọi người nói là đổ mồ hôi đó, tiếp theo gọi dân gian á, chứ còn thực ra nó là quá trình, do là quá trình hô hấp của quả hồng thôi, thì nó sẽ hơi nước thôi. Thank you.
khi làm quả hồng này là hái được, phải hái trời nắng, trời mưa không hái hồng được. Tại vì là trời mưa cái cuốn nó bị ướt á, khi mình ủ ra ngoài nó sẽ bị rụng cuốn, à, nó bị cuốn hết. Hái hồng là phải những trời nắng ráo á, mưa cũng được nhưng mà với điều kiện mà sau khi mưa thì trời lại ráo hơn. Cái quả nó khô rồi, để nó khô tự nhiên. Cái hồi mà có cái năm mà mình có cái đơn hàng đất á, chiều nó mưa tối đó, người ta cần mình ủ luôn để chiều tuần sau người ta về quê á. Thế là bà tạ trèo ra ngoài cây hái xong rồi mở quạt, không thì nó khô nữa là mình mới ủ. Cũng may là nó cũng ô xì kê luôn, người ta cũng mang về quê được. Nhưng mà đó là cái chuyện là từ lời cũng bằng từ thuốc. Bốn lớp này, cái túi nhỏ này nữa này, mình sẽ dùng cái sợi dây cao su á, đây là cao su rồi cái ruột gọi là ruột xe mà bị lủng rồi á, mình lấy ra làm cột ống nước rồi đó. Cái dây này mình cột thì nó mới kín ha, cột càng kín càng tốt, nếu mà mình cột hở thì coi như là thành công cốc luôn á. Này nó có hai lớp bao cho nên mình sẽ cột thành hai lần ha. Bên này mình đã cột như dây rồi này, bên này mình sẽ cột lại như vậy nữa. Mình sẽ xả hết, bóp hết cái hơi này ra. Ngày mai mình sẽ cho các bạn thấy là nó sẽ phồng lên, nó sẽ phồng từ từ lên, rồi đến sau 7 ngày là nó sẽ phồng to, nó sẽ phồng căng lên giống như mình bơm hơi vậy đó. Tại vì cái lượng khí mà trong cái quá trình mà nó chuyển hóa đường của cái quả hồng đó, nó sẽ thải ra cái CO2 á, thì nó sẽ phồng cái bị lên, rồi nó sẽ tỏa ra cả hơi nước nữa ha. Cái đồ lấy điện thoại của mình nó bị gãy mất rồi, bây giờ mình tạm thời tắt đi thì mình cột xong rồi mình quay cho các bạn coi kết quả nha. Đấy ha, mình xả hết hơi rồi này, cái bị nó rất là sệt nè. Hai ngày nhà bữa nữa mình sẽ cho các bạn thấy nó căng lên như quả bong bóng vậy đó, nó bị to đây. Đây là xong một ngày, cái bàn còn nữa rồi này, đây có hơi này, mọi người hơi nước trong kia, cái bàn tắt đi thì nhiều nước luôn. Trên này là đa liệt sát kín, tại vì cái hồng nó ngọt cho nên là cái cuốn nó kín nhiều lắm. Này mình sẽ chấm đen đen này, kín nó cột lại nó tiếp một. Đợt này mưa lên rồi ít thì cho cái hồi mà nó chưa có mưa nắng không, ở trên cây hồng kín không là kín luôn á. Các bạn nhìn này nó căng rồi ha, mới một ngày mà nó căng thế rồi nè. Này mình căng tới ngày thứ năm nó sẽ cứng luôn, nên nó ủ bằng hơi nên là nó phải căng, cái bị nó phải căng như thế này thì mới yên tâm được nữa. Nó thấy xìu xìu ngày nào mà nó xìu xìu ảnh ảnh là thôi biết rồi đó, bị lủng bao là coi như mở luôn cái mỉa hồng á. Này thứ tư này, hơi nước này đục hết rồi này, nhìn rất là rõ luôn ha. Đó vậy nó căng này, mở cái nó phồng lên rồi. Hai bị nào cũng trắng hơi nước thế này. Mua ra được ra thì nếu mà trời nắng thì khoảng 5 ngày cho nó lên mưa mưa, mình cứ để 6 ngày 7 ngày cho chắc. Mua ra sớm nó còn mới chát, trái ngọt trái chát chứ không phải là trái nào cũng chát, mình nó chưa đủ ngày á. Thì có những cái trái nào mà nó đỏ thì nó sẽ ngọt, còn trái xanh thì nó cần nhiều thời gian hơn. Hôm nay là ngày thứ năm nên mình sẽ khui bao này, nhìn cái bao nó căng này, nó căng hơn cái hôm cậu cùng mình quay cho các bạn nè. Cái nước này nó động là thành giọt lớn, và nó chỉ xuống như này là nó không có bám trắng nhiều như hôm trước nữa, nó thành từng giọt to này đó. Bạn nhìn thấy này đó. Ở bên này thì nó chảy đâu hết luôn rồi, không thấy luôn, tại nó nằm ở ngoài cửa này, nắng nó hát vô cái bao ở trong này. Đấy, giờ mình sẽ khui cái bao ra nghe. Oh.
gì hồng rồi à. Chắc là ăn được rồi đó. Ây da. Cái bé mình nó ẩm lên nè. Mọi người nhìn, nhìn thấy cái màu nó sẫm hẳn ha. Mềm xèo luôn. Ướt rồi nè đó. Đợt năm nay cho hoa hồng nó rụng cuốn nhiều ghê á. Ăn thì không sao hết nhưng mà cái rụng cuốn nó nhìn nó xấu. Mà mấy cái rụng cuốn nó mình không có gửi đó, thì đi tìm ở nhà cho ăn thôi chứ còn gửi đi mấy bạn lại kêu mình uống thuốc hay cái gì này nọ nữa mất công á. Rồi để mình lấy ra mình cắt thử một quả nghe. Ui trời cái gì. Không mưa đâu. Mít chạy đi chứ bạn mít nướng nướng quá. Hả? Rồi ăn được rồi. Nhưng mà không có cắt rồi. Mình quay thường với các bạn nhìn cái tóc trên cái bộ hồng nha. Này các bạn nhìn thấy cái lưỡi dao của mình nó có những cái chấm hột 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 này đó, cái này mình hay gọi là cát đó. Cái quả hồng mà khi mà mình ủng mà mình thấy cái trên cái quả hồng nó có cái lớp cát như vậy á, mà mình gọt ra trên lưỡi dao mình thấy có cái lớp cát đốm đốm như thế này, tức là quả hồng ăn được rồi nó không có bị cát. Cái hồng nó nhiều hột quá. Ngọt rồi. Vậy mình sẽ đi vô bệnh nha. Đây, mình đồ nghề để đóng vô bịch nhỏ gửi cho khách nè. Thì cũng cần bịch ni lông ha, đi báo ha. Tại vì mình đi cùng không có bị nó vẫn sẽ ủ hơi nha. Gửi đi xe nó nóng lên nên bắt buộc mình nên bỏ báo. Còn mọi người bán ở đây thì mọi người không có cái bỏ báo. Mà mình gửi đi là mình sẽ bỏ báo ở bên trong để cho nó hút hỏng bớt. Thì cái hồng này nó mình nó nhiều hơn nước thì nó sẽ bị hư, nó rụng cuốn á. Rồi một cái khăn sốt trong ra để không cái nước trong cái quả hồng á. Người ta làm không biết sao chứ mà mình mà mỗi lần mình đóng hồng là mình rụi củi hết cả ngày á. Ngồi lâu lâu giờ lâu lâu cái quả cho nó khô này. Cái này là hồng đậu bằng này. Quả này không có hạt. Nó ủ lâu hơn cái hồng trứng của mình một xíu nhưng mà được cái ăn không có hạt và rất là giòn. Nhưng mà trên cây nhà mình thì nó tạp nham đủ thứ hồng hết á. Hồng đậu bằng có, hồng trứng lóc có, rồi hồng trứng lá cũng có nữa. Tại bố mình ghép mỗi thứ ít trên một cái cây á. Cho nên là các bạn những cái bao của các bạn sẽ có trái to trái nhỏ, nhưng mà cái càng nhỏ thì càng ngon nha, đừng có ham trái to. Đây bao mình đổ ra đây nè, bao này chắc tầm 40kg á. Bây giờ mình sẽ vô thành từng bị dần bị nhỏ. Đây là những bị hồng mình đã vô thành một 5kg rồi nè. Bây giờ mình đóng cái thùng, nãy giờ lo đóng thùng quá. Đây là bị 10kg nè. Đây nè, còn cái này là hồng chín.